Ngày 11 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thuận, 25 tuổi, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Theo bản giảng án sơ thẩm, từ năm 2015, Nguyễn Văn Thuận và tờ 22 tuổi, sống tạm thường với nhau như vợ chồng cùng với gia đình bên vợ tại quận Cái Răng. Thuận tại phiên tòa. Trong thời gian tạm thường sống, Thuận và em ruột tờ, sinh năm 2002, phát sinh tình cảm. Cả hai ba lần đi quá giới hạn với nhau, khi tờ chưa đủ 16 tuổi. Quá trình điều tra còn xác định, vào năm 2012, Thuận có quan hệ tình cảm với tờ, dẫn đến cô gái có thai. Gia đình đã tổ chức đám cưới cho Thuận và tờ, nhưng không đăng ký kết duyên vì chưa đủ tuổi. Năm 2013, tờ sinh một nhỏ xíu trai, thời điểm sinh con chưa đủ 16 tuổi.